giới tiên tri tiết lộ ba bí mật động trời giúp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 được trời Phật độ mệnh, tiền bạc ập đến, làm một hưởng 10, đổi đời giàu nhanh chóng mặt trong tháng 11 và 12 âm lịch. Hoan hỷ kính chào quý vị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị bình an, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Quý Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, ở đời không ít người hám tài, tham quyền háo sắc mà đánh mất đi lý trí đạo đức nhân cách, khiến bản thân lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Người sống thiện lương thường chấp nhận thua thiệt, nhưng trời cao sẽ phù hộ, mỗi một hành động hướng thiện, tích đức đều giúp bản thân tăng thêm phúc khí. Khi đứng ở trên vị trí cao hơn người khác, ắt sẽ bị không ít người đố kỵ, đó là điều khó có thể tránh khỏi, bởi không muốn người khác hơn mình là thói ghen tị thường tình của con người. Người xưa có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Khi đã có đủ niềm tin vào số mệnh và nhân quả, chúng ta sẽ tìm được con đường dẫn đến bình yên. Theo luận giải chính xác 100% của các bậc thầy tử vi và thầy phong thủy, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nhờ ăn ở hiền lương đức độ, chăm làm việc thiện mà được quý nhân phù trợ, về chung và hậu vận cuộc sống an nhàn, sung sướng, con cháu đầy đàn, làm ăn phát đạt, tiền tiêu ba đời chẳng hết. Tuy nhiên, nếu bản mệnh Mậu Tuất chú ý ba điều này, thì phúc tự tâm đảm bảo trong hai tháng 11 và 12 âm lịch này sẽ là thời điểm hốt chọn lộc trời, đổi đời giàu có, mua nhà sắm xe, sung sướng hết phần thiên hạ. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ ra sao? Bản mệnh sẽ gặp những vận may gì? Có gặp phải vận hạn gì trong hai tháng tới hay không? Và cách hóa giải cụ thể như thế nào? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé! Quý vị thân mến! Xét về quá khứ của Mậu Tuất đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả. Đã bao lần Mậu Tuất chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Mậu Tuất không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực, thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Mậu Tuất 10 phần khả năng của họ, cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may, hay là vì nhân tâm nhân tính, hay giản đơn là vận số của Mậu Tuất quy định rằng họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên, cuộc hành trình 10 năm một vòng đại vận đã sắp kết thúc, Mậu Tuất hiện tại 66 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú, nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cún, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đuổi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc vần xoay, rèn tâm luyện tính cho Mậu Tuất, hình thành nhân cách, tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Mậu Tuất trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Mậu Tuất thường che giấu tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai, bởi vẻ ngoài đơn giản, sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Mậu Tuất có suy nghĩ đơn giản, rạch ròi, không rào trước đón sau, là một người bạn đáng tin cậy. Bạn có thể tâm sự với họ về băn khoăn của mình, họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn bằng một cách đơn giản nhất. Nam giới tuổi Mậu Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ, họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào, dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Phụ nữ tuổi Mậu Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm,
xấu xí, họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý, tin tưởng. Theo tử vi học phương Đông, quý tuổi Mậu Tuất hay còn gọi là Tiến Sơn Chi Cầu, mệnh bình địa mộc, tức cây ở đồng bằng. Do đó, người tuổi Mậu Tuất thường thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ, họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Người tuổi Mậu Tuất tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần, nhưng nhiều khi yếu đuối, nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân. Tuy nhiên họ có sự chịu đựng kém. Đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Mậu Tuất muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Những người tuổi Mậu Tuất thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Mậu Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Tuất vượt qua gian nan thử thách. Hiện tại của Mậu Tuất, tiếc rằng 2022 nếu là một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì 2023 này là một năm của một sự khởi đầu. Không chỉ khởi đầu đẹp cho một năm, mà là một chuỗi chuyển cảnh dài lâu cho giai đoạn cuối trung vận và hậu vận của Mậu Tuất suốt sau này. Tử vi năm 2023 đã chỉ ra rằng tuổi Mậu Tuất sẽ là một trong những con giáp được đền đáp xứng đáng nhất với những gì họ đã bỏ ra trong những năm qua để bắt đầu gặt hái thành công trong năm nay. Bước sang năm 2023, tuổi Mậu Tuất may mắn có các yếu tố ngũ hành tương sinh với năm thiên hòa địa hòa nên sẽ có một năm thuận lợi, ổn định trong các khía cạnh cuộc sống công, việc gặp nhiều may mắn, gia đạo an yên hòa hợp, có bạn mới, gặp quý nhân giúp đỡ, được thăng quan tiến chức như ý muốn. Đặc biệt, theo lá số tử vi, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là con giáp vô cùng may mắn khi gặp được thời cơ đổi vận phát tài trong hai tháng cuối năm, đó là tháng 11 và 12 âm lịch. Đây được dự báo là thời điểm hiếm có để con giáp này trở mình vươn lên làm giàu, thành công, không những trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, mà một số người tuổi Mậu Tuất còn may mắn trúng lớn liên tiếp, làm đâu được đó, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ thế đổ về ầm ầm, giàu có bất ngờ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong hai tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện công danh, sự nghiệp. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp, giới tiên tri bật mí, trong tháng 11 và 12 âm lịch này, Mậu Tuất hứa hẹn sẽ đón nhận khoảng thời gian với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh. Do có các tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến. Về công việc, phương diện sự nghiệp có nhị hợp tương trợ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn cũng không quá đáng lo, khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc, chỉ cho bạn một lối đi. May mắn hơn, con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những cơ hội phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của bản thân. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để cô bác mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh, bước đầu có thể gặp chút trở ngại. Nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa,
được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào 2 tháng cuối năm 2023 này. Đối với người làm kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một khoảng thời gian kiếm tiền như hái. Cô bác có thể cân nhắc đến việc mở rộng quy mô bằng cách hồn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều, 2 tháng tới này, tuổi Mậu Tuất vẫn có những khúc quanh nhất định. Điển hình có cục diện tương hình khuyên bản mệnh nên cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi không phải lúc nào nhanh nhẹn cũng là tốt. Vì quyết định mọi vấn đề quá vội vã nên có thể bạn sẽ không lường trước được những khó khăn mình gặp phải, chưa kịp kiểm chứng kỹ càng thông tin hoặc chưa lượng được sức mình. Trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác, con giáp này khiêm tốn và lắng nghe nhiều hơn, đừng lên tiếng chỉ trích người khác khi chưa hiểu tình hình thực tế rõ ràng. Nếu bây giờ bạn phá hoại các mối quan hệ thì đến khi làm việc lớn, bạn sẽ chẳng còn mối quan hệ để nhờ vả, dựa dẫm hoặc hợp tác. Nguyệt lệnh Lâm Mộ cũng khuyên bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các yếu tố nhân lực, vật lực cần thiết. Người trẻ tuổi dù muốn thử thách bản thân đến mấy cũng cần phải thận trọng. Đừng học đòi theo người khác hoặc theo đuổi những thứ quá xa vời, nếu không bản mệnh sẽ chỉ tốn công tốn sức mà vẫn sôi hỏng bỏng không. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch của người tuổi Mậu Tuất cho thấy, vận trình tài lộc của con giáp này có những điểm sáng rực rỡ, tài chính khởi sắc vượt bậc. Đó là kết quả tổng hòa của tinh thần nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng thử thách bản thân cũng như các yếu tố thiên thời, địa lợi. Tam hợp mang đến cho bản mệnh những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Trong 2 tháng cuối năm 2023 này, sẽ mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Thời điểm này, do có thực thần xuất hiện, cô bác nào vẫn đang đi làm cũng không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, cô bác biết đa dạng hóa các nguồn tiền mà mình đang có để sinh lời thêm, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có điều cát thần này cũng kích hoạt mạnh ham muốn cá nhân, tuổi Mậu Tuất có xu hướng thích hưởng thụ hơn, theo đó chi tiêu tiền bạc trong cuối năm cũng rất lớn. Nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng tiền núi kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch. Hết sức lưu ý vấn đề này. Xem tử vi 12 con giáp, trong 2 tháng tới này, người tuổi Mậu Tuất có vận trình thiên tài đại phát, tài lộc ùn ùn đổ về nhà với khí thế ngất trời. Chẳng gì có thể cản nổi, chẳng vậy mà thời gian này được gọi là thời điểm may mắn, phát tài phát lộc của bạn, giúp cho tuổi Mậu Tuất kiếm tiền chỉ trong chớp mắt. Những công việc tay trái, không phải công việc chính, sẽ giúp cho cô bác phát hiện ra rằng mình còn nhiều tài năng tiềm ẩn khác nữa. Một điều không thể nghi ngờ chính là chính những công việc đó đem lại cho tuổi Mậu Tuất Ngọc thu nhập lý tưởng, tiền bạc dồi dào nhiều không kể xiết. Dù vất vả đôi chút, nhưng cô bác vốn chăm chỉ, tận tâm với những việc mình làm, nên luôn cố gắng hoàn thành thật tốt những việc thuộc trách nhiệm của mình. Cũng chính nhờ hiệu quả công việc luôn đạt mức cao, nên Mậu Tuất mới nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, cô bác cũng cần phải khống chế ham muốn mua sắm của mình nhé. Đừng thấy tiền kiếm được nhiều mà vung tay quá chán. Tất nhiên đó là đồng tiền do chính tay, bàn tay mình làm ra, nhưng hãy nghĩ đến những vất vả và thời gian mình mất để có được nó, mà chi tiêu sao cho hợp lý, tiền bạc đến, nhưng tài khí phải tích tụ thì mới có được tài lộc dồi dào, bền vững quý cô bác nhé. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 11 và tháng 12 tuổi Mậu Tuất âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất khá ổn định trong thời điểm cuối năm này. Dù áp lực ập tới liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Thời điểm này, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh khi giao tiếp với người khác, hạn chế xô xát vừa gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, vừa có thể bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, đừng ngại tâm sự hoặc hỏi ý kiến mọi người xung quanh, dù cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn. Song bạn nhớ duy trì lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Mậu Tuất tháng 11 và 12 âm lịch. Xem tử vi 2 tháng cuối năm cho thấy, phương diện tình cảm của con giáp này cũng không có nhiều điểm sáng. Có lẽ bạn cần thay đổi thái độ của mình khi đối diện với tình yêu.
Với người còn độc thân, thực tế thì hai tháng này bạn được các tinh thái âm chiếu mệnh, nên đường tình duyên vẫn khá sáng. Đặc biệt là đối với nữ mệnh, bạn có thể được bạn bè, người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, có vẻ như bạn chưa thật sự muốn dành thời gian cho một ai đó nên luôn tìm cách từ chối, hãy duyên dáng hơn trong cách hành xử. Đừng khiến những người có thiện chí với mình tổn thương. Hơn nữa, biết đâu nếu mở lòng trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm, suy nghĩ giống mình. Với người đã có gia đạo đuề huề, bầu không khí gia đình bạn có vẻ không ổn vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhiều hơn cho nhau, nếu cứ chia ly tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì hai người đã trải qua và những gì hai người đang cùng nhau gây dựng, bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Tiếp theo sau, đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. 1. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Mậu Tuất âm lịch thấy rằng, tín chủ muốn đạt được điều mình mong muốn thì cần phải cố gắng thật nhiều. Bản mệnh không nên mong đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng, chỉ khi đánh đổi bằng công sức của mình thì bạn mới nhận được phần thưởng xứng đáng. Quan đới và dịch mã sẽ đem tới không ít thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho bản mệnh. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao, bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút. Song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực của bản thân. Hãy để tiềm năng của mình được phát huy, có thể chính bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được. Với người có chức có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc, khiến nhiều người nể và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp tập thể vượt qua nhiều khó khăn. Dù là người giữ vị trí gì, bạn cũng hãy sắp xếp thời gian để học hỏi thêm những điều mới mẻ và noi theo những cái tốt của mọi người xung quanh. Quá trình tìm tòi, học hỏi sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, nhận ra đâu là nguy cơ cần phải tránh và đâu là cơ hội phải nắm bắt ngay. Hãy hành xử một cách khiêm tốn dù đã gặt hái thành công, như vậy bạn sẽ gây được thiện cảm với quý nhân, được đối phương giúp đỡ trong tương lai. Trong tháng 11 âm lịch này, Mậu Tuất không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công bỏ sức của mình ra thì thu tiền về đầy túi là chuyện đương nhiên. Quan đới cho thấy, những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng, thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc, thậm chí có một vài người được cấp trên cân nhắc tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, dưới ảnh hưởng của dịch mã, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn chạy đáo một chút, song nhờ vậy mà bạn quen biết được thêm với nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu có ý định mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn có thể xem xét tiến hành luôn vào thời điểm này. Đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ tầm nhìn xa trông rộng của mình. Dù là người làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan khi gặp phải khó khăn. Đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ tìm ra hướng khắc phục nhanh chóng hơn, thậm chí có hướng đi mới giúp tiền đổ về đầy túi. Quý nhân, Sửu, Ngọ, tiểu nhân, Tý, Dậu, màu sắc may mắn, trắng, xanh dương, con số may mắn, 70, 31, 45. 2. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Mậu Tuất âm lịch thấy rằng, có vẻ như tháng cuối cùng của năm 2023 sẽ trôi qua không mấy dễ dàng với người tuổi Mậu Tuất. Con giáp này cần chú ý hơn đến cách hành xử của mình, chớ tự tin thái quá mà tự đẩy mình vào rắc rối. Phương diện sự nghiệp không được thuận lợi, do bạn phải chịu tác động của cục diện tương hình. Thời điểm này, bạn quá tin tưởng vào suy nghĩ và phán đoán của mình nên lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, song lại bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Trong các mối quan hệ, bạn cũng quá thẳng thắn nên thường vô tình gây tổn thương cho người khác. Chuyện tài lộc cũng không có những bước phát triển như dự đoán, dù bạn đã phải vất vả chẳng kém ai. Bản mệnh nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định, nếu không dễ rước họa vào thân, thậm chí phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Phương diện tình cảm có chút ít dấu hiệu khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh, tuy nhiên mọi chuyện có thành hay không chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của bạn. Còn với những người đã có gia đình, hai người thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở thành căng thẳng. Quý nhân, Dần, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Thìn, màu sắc may mắn, nâu, xanh, con số may mắn, 33, 01, 34. Quý vị thân mến, chúng ta sống không thể làm hài lòng cho tất cả,
Nên hãy chọn cách sống mà bản thân cảm thấy hài lòng và vui vẻ là được. Được mất trên đời đều có sự an bài của nó. Dưới đây là 10 việc không nên làm trong cuộc đời mà bạn không bao giờ được quên để sống hạnh phúc hơn. 1. Không nên quá so đo với bản thân. Nhiều người có yêu cầu rất cao với cuộc sống, cho nên luôn đòi hỏi rất cao ở bản thân. Cuộc sống của những người đó thường ở trong trạng thái lúc nào cũng như đang chạy nước rút, phải vượt qua hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, do chính bản thân mình lập ra. Một khi bản thân làm không tốt, người đó sẽ rơi vào tình trạng tự trách và nghi ngờ năng lực của mình, quá so đo với bản thân, càng so lại càng thấy tệ hại. Cứ thế cuộc sống không lúc nào dễ thở, học cách tha thứ chính mình, bạn mới có thể phát hiện ra thế giới còn rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn chưa khám phá. So đo được và mất chỉ khiến tâm thêm muộn phiền, khi bạn tha thứ được cho mình, bạn sẽ hiểu rằng thật ra thì bạn cũng đang ở trên một cái đích mà không nhiều người đạt được. 2. Không nên từ bỏ việc học. Học tập chính là sự nghiệp vĩ đại và không có điểm dừng của cả đời người, chỉ một phút bạn ngừng học hỏi và tiếp thu những điều mới mẻ. Bạn có thể sẽ bị thời đại vứt bỏ không thương tiếc, việc học vốn cũng không có sớm hay muộn, khi còn nhỏ ta học cách nhìn ra thế giới rộng lớn. Lớn hơn chút ta học cách thích nghi với thế giới này, còn khi về già, ta lại học cách nhìn thế giới bằng con mắt phẳng lặng. Học tập sẽ giúp cho chúng ta có một tâm hồn phong phú, con người ta không cần sức hút để trở nên thú vị hơn, mà bởi vì thú vị nên mới có sức hút. 3. Không nên thức đêm. Thức đêm chính là cách hành hạ chính bản thân mình, nhưng tiếc rằng các bạn trẻ lại dường như không ý thức được tác hại nghiêm trọng của việc này. Có thể hiện tại các bạn cảm thấy thức đêm chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình nên sao phải sợ. Thế nhưng khi lớn tuổi, bạn sẽ dần phát hiện ra sức ảnh hưởng của thức đêm quả thực chẳng hề đơn giản chút nào. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng thức đêm chính là một hành động tự sát chậm rãi. Hơn nữa thức đêm còn ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của cuộc sống. Thức đêm sẽ khiến giấc ngủ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Tâm trạng con người vào hôm sau cũng trở nên gắt gỏng, dễ cáu giận. Để rồi khi không kiểm soát được cảm xúc của mình, đa số mọi người đều dùng câu xin lỗi. Do hôm qua tôi ngủ không ngon nên đầu óc thiếu tỉnh táo để làm lý do. Nhưng đến khi gây ra sai lầm, để lại hậu quả nghiêm trọng, chẳng thể lôi thức đêm ra để bào chữa cho bản thân được. 4. Không nên ngồi mãi một chỗ. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, mỗi tuần con người cần hoạt động theo mức tiêu chuẩn là 150 phút, hay còn gọi là vận động thích hợp. Vận động thường xuyên không chỉ giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, mà còn giải tỏa áp lực, điều chỉnh tâm trạng rất hiệu quả. Ngồi mãi một chỗ sẽ chỉ khiến cơ thể trở nên ì ạch, chây lì, thiếu sức sống, thiếu năng lượng, làm việc gì cũng thấy uể oải, không có hứng thú. 5. Không nên đánh mất sự thiện lương của mình. Từng có một câu chuyện kể lại rằng, một đội khảo cổ đi đến sa mạc để tìm cổ vật. Sa mạc này còn được biết đến với cái tên sa mạc chết chóc, cũng bởi từng có rất nhiều người bước chân vào đây. Nhưng không mấy người có thể an toàn trở ra. Dọc theo đường đi, nhóm khảo cổ này gặp rất nhiều bộ xương trắng. Người đội trưởng không để ý những lời phản đối của các thành viên, nhất quyết đắp mộ bia cho các bộ xương kia. Sau đó, một cơn bão cát dữ dội thổi đến, trời đất tối sầm khiến mọi phương hướng đều bị đảo lộn khó mà xác định được chính xác. Ngay lúc này, những tấm mộ bia mà người đội trưởng cố chấp đắp xây lúc trước bỗng trở thành biển chỉ đường giúp nhóm khảo cổ dễ dàng tìm được phương hướng và an toàn rời khỏi sa mạc này. Thế mới thấy, thiện lương chính là biển chỉ đường cho đời người, lương thiện là việc không cần cố gắng, bạn chỉ cần sống thiện lương trời cao ắt có an bài. 6. Không nên quá để ý đến ánh mắt của người khác. Một trong những tự do lớn nhất của đời người chính là không quan tâm đến đánh giá của người khác về mình. Đôi lúc bạn cần phải đi ra khỏi đám đông, hít một hơi thật dài và nhắc nhở chính bản thân mình rằng tôi là ai, tôi muốn trở thành người như thế nào. Nếu bạn vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống thật sự là gì, đừng bỏ qua bài viết này, hãy cứ làm việc bạn cần làm. Sống cuộc đời của bạn, đừng để những việc không liên quan kéo bước chân mình chậm lại, khi đó bạn sẽ thấy hết thảy trong cuộc đời này đều rất bình an. Cuộc đời bạn là của bạn, bạn cũng chỉ có một cơ hội để sống, để theo đuổi ước mơ của mình, vậy quan tâm chi đến ánh mắt của những người không hiểu gì về bạn. 7. Không nên tranh cãi với bạn đời. Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất và cũng chính là sợi dây giữ cho hôn nhân bền vững chính là sự nhường nhịn lẫn nhau, đúng sai không quan trọng. Hạnh phúc mới là thứ cần phải giữ gìn, nhường nhịn không phải là chịu thiệt, mà là quý trọng, bao dung không phải là vô dụng, mà là quan tâm. Những thời điểm mâu thuẫn xảy ra, sự tranh chấp sẽ gây ra các cuộc tranh cãi khiến hai bên chán ghét lẫn nhau, cãi thắng rồi thì sao, thắng rồi liệu hả hê được bao lâu. Khi không khí giữa hai vợ chồng càng thêm căng thẳng và rạn nứt cứ lớn dần, vô lý hay có lý đều cần phải nhường nhịn lẫn nhau, cả hai cùng lùi một bước,
gia đình êm ấm hạnh phúc. 8. Đừng coi thường những niềm vui nho nhỏ. Con người ta thường có xu hướng phóng đại những vết thương dù nhỏ xíu của mình lên, để rồi khi bị tổn thương lại càng dễ gục ngã hơn bao giờ hết trong cuộc sống. Nếu bạn biết trân trọng những niềm vui nho nhỏ, bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc hóa ra rất đơn giản, rất dễ đạt được, khi đó những tổn thương kia chẳng thể nào đánh bại được bạn. Khi hợp tác làm việc chung, người chủ động nhường lợi ích cho người khác không phải là kẻ đần si, mà là người biết chia sẻ trong công việc. Người chủ động làm phần nhiều không phải là kẻ ngu ngốc, mà là người có trách nhiệm với công việc chung. 9. Không nên gửi gắm hạnh phúc lên người khác. Không nên gửi gắm hạnh phúc của bản thân lên người khác, bởi con người rồi sẽ thay đổi, tình cảm rồi cũng sẽ tan biến. Rất nhiều người thường để hạnh phúc của mình lệ thuộc vào người bạn đời, người yêu của mình. Nhưng thực tế thì, cho dù người ấy có yêu bạn bao nhiêu, yêu bao lâu, hạnh phúc của bạn cũng chỉ đến từ chính nội tâm của bạn mà thôi. Bởi vì, hạnh phúc chính là một cảm xúc xuất phát từ chính cảm nhận của chúng ta, mà chẳng có một ai có thể cảm nhận thay chúng ta. 10. Không nên đối xử tốt với người lạ, cư xử tệ với người thân. Đây có lẽ là sai lầm mà rất nhiều người chúng ta đang mắc phải giống nhau, đối xử với người thân một cách tùy tiện, thiếu lễ độ, không suy nghĩ trước sau, trong khi với người ngoài, chúng ta lại tỏ ra lịch sự, khách khí và lễ độ hơn hẳn. Rõ ràng là mỗi khi tỏ thái độ cáu giận với người thân xong, chúng ta đều cảm thấy hối hận, song sau đó đâu lại vào đấy, thói xấu này vẫn chẳng thể bỏ được. Dường như càng với người thân, con người chúng ta lại càng thiếu sự kiên nhẫn. Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Thực ra lý do chẳng có gì khác ngoài việc người thân bao gồm người nhà, bố mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em luôn bao dung cho chúng ta vô điều kiện. Điều đó khiến cho chúng ta ngày càng trở nên vô phép tắc. Nếu như với người khác, những người thuộc các mối quan hệ xã giao, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ đối tác, việc chúng ta nổi giận sẽ khiến mối quan hệ xấu đi và gây cho ta không ít rắc rối. Thế nên trong giao tiếp xã hội, con người luôn phải để ý và áp dụng những cách nói chuyện khác nhau tùy theo từng nhóm đối tượng khác nhau. Khác với những người thuộc quan hệ xã giao đó, người thân sẽ chấp nhận những tổn thương mà chúng ta gây ra, không chút oán hận, bởi họ là những người gần ta nhất, thân thiết nhất, có thể bao dung chúng ta nhất. Nhưng hãy nhớ rằng, thời gian mỗi người có thể ở bên bố mẹ hay những người thân khác là quãng thời gian vô cùng quý giá và cũng rất có hạn. Đừng để đến khi mất đi mới thấy hối hận về những hành động không đúng mực của mình trong quá khứ cũng chẳng còn kịp nữa. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.